Quan hệ Mỹ-Trung vừa hứng chịu thêm một thử thách mới khi một khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn hạ trên bầu trời nước Mỹ. Những tranh cãi cũng xuất hiện nhiều hơn bởi các cuộc tập trận chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á. Khi những nghi kỵ bị khoét sâu, những kịch bản nào đang đặt ra trong cuộc chơi tập hợp và cạnh tranh địa chiến lược ở khu vực này? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Hà Nội. Kính chào quý khán giả! Câu chuyện chính của tuần này sẽ liên quan tới khu vực Đông Bắc Á với những ngã rẽ mới ẩn chứa nhiều bất ngờ. Nhưng đầu tiên, thế giới lại có một mối bận tâm mới khi theo dõi cách mà các bên ứng xử với câu chuyện khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện và bị bắn hạ trên vùng trời nước Mỹ tuần vừa rồi. Vào ngày đầu tiên của tháng 2, nhiều người dân tại tiểu bang Montana, Tây Bắc nước Mỹ phát hiện một vật thể bí ẩn khổng lồ đang di chuyển trên bầu trời. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một ngôi sao, nhưng sau đó tôi nghĩ điều này thật điên rồ, vì lúc đó đang là ban ngày. Rất nhanh chóng, phía Mỹ nhận sự xác nhận về nguồn gốc của vật thể bay này. Đó là một khinh khí cầu đến từ Trung Quốc. Chiếc khinh khí cầu này có kích thước khổng lồ bằng 3 chiếc xe buýt chở học sinh. Dường như nó chở theo các tấm pin năng lượng mặt trời và công nghệ vệ tinh. Nó đang bay ở độ cao 60.000 feet so với mặt đất, cao hơn hẳn bất cứ chiếc máy bay thương mại nào. Điểm đáng chú ý là khu vực nó bay qua ở rất gần căn cứ chứa rất nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân. Lầu Năm Góc gọi sự hiện diện của chiếc khinh khí cầu này là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền với một mục đích rất rõ ràng, đó là gián điệp. Chúng tôi biết rằng đó là chiếc khinh khí cầu do thám và chúng tôi chưa thể đánh giá cụ thể hơn ngoài việc chiếc khinh khí cầu này không gây ra mối đe dọa quân sự hay thể chất nào đối với những người trên mặt đất. Phản ứng đầu tiên của Washington là hoãn chuyến công du Bắc Kinh của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Việc Trung Quốc cho chiếc khinh khí cầu giám sát bay vào không phận của Mỹ là một hành động vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được. Sáng ngày 4 tháng 2, khinh khí cầu đã bị bắn hạ khi di chuyển trên bầu trời Đại Tây Dương thuộc Nam Carolina. Ngay lập tức, Trung Quốc ra công hàm để phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự không người lái của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng Mỹ đã có một hành động quá mức và bảo lưu quyền đưa ra thêm những phản ứng cần thiết. Mỹ lẽ ra phải xử lý những sự việc như vậy một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp và ôn hòa, nhưng họ đã phản ứng thái quá khi khăng khăng sử dụng vũ lực. Hệ quả của vụ căng thẳng khinh khí cầu sẽ phụ thuộc vào cách Mỹ và Trung Quốc đi đến đâu trong sự kiện này. Liệu chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chỉ hoãn lại hay đã hoàn toàn bị hủy bỏ? Những mâu thuẫn có sớm được kiểm soát hay lại làm mối quan hệ giữa hai cường quốc thêm giá lạnh vẫn là câu chuyện còn bỏ ngỏ. Từ quan điểm của Trung Quốc, có thể Mỹ mới chính là nước đi đầu trong trò chơi do thám, từ hình ảnh vệ tinh đến giám sát dưới biển, trong đó bao gồm cả sử dụng khinh khí cầu. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là sự cố vừa rồi gợi lại những ký ức đáng buồn từ thời chiến tranh lạnh. Ví dụ như năm 1960, khi Liên Xô bắn hạ một chiếc máy bay do thám U-2 của Mỹ và buộc phi công phải thừa nhận trên truyền hình quốc gia. Ở thời điểm đó, chính quyền Mỹ cũng tuyên bố rằng chiếc máy bay đang tiến hành công tác khí tượng và đã vô tình đi vào lãnh thổ của Liên Xô. Sự kiện này cũng kéo theo nhiều thập kỷ chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc hàng đầu khi đó. Đó cũng là lý do khiến cho nhiều nhà quan sát lo ngại một kịch bản chiến tranh lạnh 2.0 có thể đã được kích hoạt chỉ vì một tranh cãi rất xưa cũ, khinh khí cầu. Nhưng tại sao trong thời đại của vệ tinh và các thiết bị thông minh khác, khinh khí cầu vẫn là một nỗi ám ảnh? Trong một báo cáo năm 2009, các nhà quân sự Mỹ thừa nhận rằng khinh khí cầu có một lợi thế lớn là có thể quét khu vực rộng lớn ở độ cao thấp và tốc độ di chuyển đủ để quan sát kỹ mục tiêu. Ngoài ra, so với vệ tinh thì rõ ràng là khinh khí cầu rẻ và dễ khôi phục hơn nhiều. Các dạng khinh khí cầu giám sát được sử dụng lần đầu tiên vào những năm 1800. Pháp đã sử dụng khinh khí cầu có phi hành đoàn để giám sát cuộc chiến tranh Pháp-Áo năm 1859. Khinh khí cầu buộc dây và có phi hành đoàn được tiếp tục sử dụng trong nội chiến Mỹ kéo dài từ năm 1861 đến năm 1865. (Cười)
Khinh khí cầu giám sát trở nên phổ biến trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Quân đội Nhật Bản đã sử dụng khinh khí cầu để ném bom vào lãnh thổ Mỹ. Vụ việc không gây hư hại cho các mục tiêu quân sự, nhưng một số dân thường thiệt mạng khi một khinh khí cầu rơi trong rừng tại Oregon. Ngay sau Thế chiến thứ hai, quân đội Mỹ bắt tay vào khám phá việc sử dụng khinh khí cầu do thám tầm cao, dẫn đến một loạt nhiệm vụ quy mô lớn mang tên dự án Generatrix. Tài liệu của chính phủ Mỹ tiết lộ khinh khí cầu thuộc dự án có nhiệm vụ chụp ảnh bay qua lãnh thổ Liên Xô vào những năm 1950. Trong cuộc chiến tại Afghanistan, những chiếc khinh khí cầu do thám nhỏ là trọng tâm trong việc ứng dụng công nghệ tình báo và giám sát của Mỹ khi được trang bị thêm các camera màu và hồng ngoại. Các thiết bị này có thể truyền hình ảnh và âm thanh trực tiếp theo thời gian thực. Những chiếc khinh khí cầu của Mỹ cần phải được gỡ bỏ bởi chúng giám sát mọi thứ và vi phạm quyền riêng tư của chúng tôi. Gần đây nhất, năm 2021, cơ quan biên phòng châu Âu cũng sử dụng khinh khí cầu giám sát để phát hiện dòng người nhập cư trên biển. Vậy thì lợi thế của những chiếc khinh khí cầu là gì so với các thiết bị vệ tinh hiện đại? Chúng hoạt động ở độ cao từ 24.000m đến 36.000m, cao hơn so với bất cứ máy bay thương mại nào, nhưng vừa đủ gần để quan sát một phạm vi rộng lớn với chất lượng hình ảnh cao hơn rất nhiều so với vệ tinh, cũng như trong một thời gian đủ lâu để soi kỹ mục tiêu bên dưới. Điều này rất hữu ích cho các hoạt động giám sát dân sự. Nhà máy tại thành phố Toulouse, Tây Nam nước Pháp này chuyên sản xuất các tấm vải sợi để sản xuất những chiếc khinh khí cầu giám sát có đường kính lên tới 85m, có thể di chuyển vòng quanh một khu vực mục tiêu trong khoảng thời gian vài tháng, bất kể các điều kiện thời tiết. Rất nhiều công ty hiện nay đang có nhu cầu quan sát khí tượng và các trang trại nông nghiệp trên phạm vi rộng với hình ảnh chân thực và cập nhật nhất. Vệ tinh hay máy bay thì không thể làm được điều này vì nó di chuyển rất nhanh và ở quá xa. Trở lại với khu vực Đông Bắc Á, cũng liên quan tới khinh khí cầu, việc sử dụng khinh khí cầu cho các hoạt động tuyên truyền hay do thám giữa hai miền Triều Tiên không phải quá hiếm trong những năm qua. Quân đội Hàn Quốc hôm 6 tháng 2 cho biết một khinh khí cầu dài khoảng 2 mét nghi của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bay vào không phận của nước này. Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường hoạt động giám sát chiếc khinh khí cầu trên, tuy nhiên không tiến hành các bước phòng không cụ thể vì cho rằng khinh khí cầu không có ý định dùng cho hoạt động do thám. Nhưng điều đó không có nghĩa là bán đảo Triều Tiên đã lặng sóng. Tháng 12 vừa qua, Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa 5 máy bay không người lái loại nhỏ vượt đường ranh giới quân sự phân chia hai miền. Một trong số đó đã bay tới phía bắc thủ đô Seoul. Thời gian qua, thì Triều Tiên tiến hành loạt vụ thử tên lửa với mật độ chưa từng có, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới nước Mỹ. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho rằng Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gây ra không ít quan ngại khi tuyên bố không loại trừ khả năng Hàn Quốc tự sản xuất vũ khí hạt nhân nhằm đề phòng khi mối đe dọa hạt nhân từ phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Còn với Nhật Bản thì sao? Bên cạnh việc củng cố liên minh quốc phòng với Mỹ, chính phủ Nhật Bản công bố bản kế hoạch an ninh quốc gia mới và dành tới 320 tỷ đô la, tương đương với 2% GDP, để tăng cường tiềm lực quốc phòng từ nay đến năm 2027. Biện pháp được cho là để đối phó với hàng loạt thách thức an ninh trong khu vực. Kho vũ khí được Nhật Bản dự tính mua vượt qua mức độ phòng thủ theo quy định trong Hiến pháp Chủ hòa có từ năm 1945. Tuy nhiên, thì bước đi này đã không chỉ gây ra phản đối với Trung Quốc, Triều Tiên, mà còn cả sự lo ngại đối với ngay cả Hàn Quốc, một quốc gia đồng minh với Mỹ, nhưng lại có quá nhiều khúc mắc về lịch sử đối với Nhật Bản. Nhưng bán đảo Triều Tiên hay nhìn rộng ra mối quan hệ giữa các nước ở khu vực Đông Bắc Á không chỉ là câu chuyện của riêng của từng nước. Mối quan hệ vốn đã rất phức tạp giữa các nước này còn chịu tác động của các nhân tố khác, mà diễn biến mới nhất là những chuyến viếng thăm. Các đối thủ cạnh tranh cần biết rằng nếu họ thách thức một trong hai thì tức là họ đang thách thức toàn bộ liên minh Mỹ-Hàn Quốc. Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi tới thăm Seoul vào hôm 30 tháng 1 vừa qua. Ngay ngày hôm sau, các cuộc tập trận chung quy mô lớn cả trên không và trên biển đã được Hàn Quốc và Mỹ tiến hành với sự tham gia của các máy bay tiêm kích tàng hình hiện đại như F-22, F-35A, F-35B của hai nước. Động thái diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề cập đến việc tăng theo cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân của nước này và gọi Hàn Quốc là kẻ thù của Triều Tiên. Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ có phản ứng cứng rắn nhất đối với bất kỳ hành động quân sự nào của Washington theo nguyên tắc hạt nhân đấu với hạt nhân.
Và gần như đồng thời, tại các điểm dừng chân Tokyo và Seoul, Tổng thư ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg, đều tìm kiếm sự ủng hộ quân sự của hai nước dành cho Ukraine. Thông điệp quan trọng nhất là chúng ta cần tăng cường quan hệ đối tác giữa Hàn Quốc và NATO vì an ninh ngày càng trở nên gắn kết với nhau hơn. Những gì xảy ra ở châu Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng quan trọng đối với châu Âu và NATO và ngược lại. Tổng thư ký NATO không quên đề cập tới Trung Quốc như một nhân tố có ảnh hưởng chính trị ở khu vực. Hiện nay, hợp tác chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc là yếu tố quan trọng giúp Moscow vẫn đứng vững trước phương Tây, trong khi sự hiện diện của Bắc Kinh ở châu Âu qua nhiều lĩnh vực then chốt như thương mại, đầu tư và công nghệ đang khiến một số nước EU quan ngại. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hợp tác mang tính xây dựng về kiểm soát, giải trừ vũ khí và phi hạt nhân, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, phản đối nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng. Giới quan sát cho rằng, với các hành động gần đây, NATO có thể muốn vươn mình ra khỏi Bắc Đại Tây Dương, hướng tới nhiều mục tiêu ở châu Á-Thái Bình Dương. Chiến lược này cũng song hành với tiến trình xoay trục châu Á của Washington. Những động thái của NATO chắc chắn không nhận được sự chào đón từ Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thậm chí đặt vấn đề NATO đang cố gắng phát động một cuộc chiến tranh lạnh mới. Một mặt, NATO tuyên bố rằng vị thế của họ như một liên minh phòng thủ khu vực là không thay đổi. Mặt khác, họ tiếp tục vượt khỏi các khu vực phòng thủ truyền thống, không ngừng tăng cường quan hệ an ninh quân sự với các nước châu Á-Thái Bình Dương và thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc. Tuy nhiên, với các sự kiện liên tiếp xảy ra gần đây, đặc biệt là sự cố khinh khí cầu dân sự của Trung Quốc bay vào không phận nước Mỹ sẽ khiến cho mối quan hệ giữa các bên thêm căng thẳng và có những lập trường cứng rắn hơn. Các chuyên gia chính trị nhận định rằng các bên đang tiếp tục cạnh tranh để giành ảnh hưởng quyền lực trên toàn cầu, song vẫn có những nút thắt có thể được gỡ bỏ. Mỹ và Trung Quốc tưởng chừng như có thể ngồi lại đối thoại với nhau, nhưng giờ đây tiến trình này đang bị tạm dừng. Bắc Kinh chắc chắn đang mong muốn hạ nhiệt những căng thẳng do đang tập trung giải quyết nhiều vấn đề trong nước, trong khi Mỹ không thực sự quan tâm đến việc làm nóng hơn mối quan hệ này. Mỹ-Trung sẽ phải ngồi lại với nhau vào một thời điểm, nhưng không phải ngay lúc này. Sau một thời gian có phần trầm lắng, những diễn biến mới ngay đầu năm 2023 đang cho thấy những làn sóng ngầm âm ỉ, có nguy cơ trỗi dậy. Những hoạt động quân sự khiến nguy cơ xung đột leo thang luôn cận kề. Hơn lúc nào hết, đàm phán vẫn sẽ là cách tiếp cận cần được các bên ưu tiên. Đông Bắc Á được kỳ vọng sẽ tìm thấy nhiều hơn sự hợp tác, đối thoại để vượt qua những thách thức trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới còn diễn biến phức tạp và khó lường. Đúng là có những lo ngại về một phiên bản chiến tranh lạnh mới khi sự nghi kỵ và quân sự hóa ngày một gia tăng. Tuy nhiên, không vì thế mà cánh cửa hợp tác đã khép lại. Gần đây nhất, Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố tầm nhìn bán đảo Triều Tiên không hạt nhân, hòa bình và thịnh vượng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước nhân kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đồng thời tổ chức sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại thủ đô Bắc Kinh và Seoul. Hàn Quốc và Nhật Bản cũng vừa nhất trí khôi phục mối quan hệ lành mạnh, nỗ lực giải quyết những bất đồng về lịch sử và lãnh thổ. Đó có thể là những điểm tựa để các nước Đông Bắc Á thu hẹp những bất đồng và khôi phục lòng tin. Và đến đây thì chương trình Nhìn từ Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.